chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, nữ mạng, tổ tiên báo mộng, vận may bùng nổ. Gặp thời như cá chép hóa rồng, gánh lộc về nhà, tiền vàng bao la, giàu vượt mặt đại gia, đúng năm Ất Tỵ 2025. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý vị may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Quý vị thân mến, đời không tuyệt đường người, dù cuộc đời của bản mệnh chưa suôn sẻ, bởi chịu ảnh hưởng của cái nghiệp trong quá khứ, thì qua giai đoạn lập thân, chính hành động và suy nghĩ của bản thân sẽ chi phối tương lai của bản mệnh. Vị trí sau này của bản mệnh ở đâu còn tùy thuộc vào việc bản mệnh làm gì hôm nay. Đừng vì cái khó khăn trước mắt mà sinh ra lòng đố kỵ, thù hận để dẫn tới những hành động không hay. Chỉ có bản thân của mỗi người mới tự tuyệt đường sống của chính mình. Kính thưa quý vị và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 thân mến, lời nhắn này được gửi đến cho Đinh Tỵ, người đang xem video. Hy vọng khi Đinh Tỵ xem được video này, Đinh Tỵ có thể cười lên nếu Đinh Tỵ đang khóc, dịu đi nếu Đinh Tỵ đang giận dữ, cười lên nếu Đinh Tỵ đang buồn bã, nước mắt nhòa đi, để mọi thứ trôi qua. Lời nhắn này được gửi đi để hy vọng. Khi Đinh Tỵ xem được video này, Đinh Tỵ có thể hít một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ, giả mọi ưu tư vào cõi đời ô chọc, trả lại hết tiêu cực về với vũ trụ bao la. Có thể lời nhắn này không làm được nhiều như thế, có để nó chỉ dẫn dắt tâm trạng, cảm xúc của Đinh Tỵ một chút mà thôi. Nhưng dù thế nào, cũng mong Đinh Tỵ sẽ ổn, còn lại hãy tiếp tục chiến đấu, tiếp tục kiên cường, tiếp tục bao dung cho chính bản thân, không nghĩ ngợi về những sai lầm của quá khứ và mạnh dạn bước tiếp nhé Đinh Tỵ. Quý bản mệnh Đinh Tỵ đều biết, cuộc sống này là vô thường, ngày mai sẽ ra sao là điều khó lòng đoán trước, đâu đó những tai ương, khổ nạn luôn trực chờ có thể ập đến bất cứ lúc nào. Trong hoàn cảnh đó, có người chọn mạnh mẽ cứng rắn để bước qua, nhưng cũng có người lại chọn trốn tránh bỏ cuộc. Một số người cho rằng, trong cuộc sống, có những lúc Đinh Tỵ cần phải sống bao dung mà bỏ qua mọi việc, vừa là để bản thân được thanh nhàn, vừa là để người khác được nhẹ lòng nơi cuộc sống xô bồ, bon chen này. Chính tấm lòng chất phác, lương thiện đó đã tạo nên một tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 khi cứng rắn trước bão giông, khi lại mềm mỏng trước nhiều biến cố của kẻ yếu đuối hơn mình. Đến thần Phật cũng cảm nhận được tấm chân tình của bản mệnh, và trước đây có bão giông, mưa rào đến đâu không cần biết, chứ đúng năm Ất Tỵ 2025. Tuổi Đinh Tỵ được dự báo sẽ được ngược dòng số phận, hóa hung thành cát, ung dung hưởng lộc, tiền tỷ đầy hai tay, cực may và giàu có. Vậy, vận trình tử vi chi tiết của tuổi Đinh Tỵ nữ mạng trong năm Ất Tỵ 2025 sẽ diễn ra như thế nào? Thì ngay sau đây sẽ là lời luận giải chi tiết của Minh Đường Tử Vi. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Đầu tiên, thông tin đặc trưng phân biệt người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, nữ mạng. Đinh Tỵ sinh năm 1977, hay còn được gọi với cái tên khác là đầm nội chi xả, tức là rắn ở trong đầm. Năm sinh dương lịch từ 18 tháng 2 năm 1977 đến mồng 6 tháng 2 năm 1978. Năm sinh âm lịch Đinh Tỵ, thiên can Đinh, tương hợp Nhâm, tương hình Tân, Quý, địa chi Tỵ, tam hợp, Tỵ Dậu Sửu, tứ hành xung, dần thân Tỵ Hợi, mạng xa trung thổ, đất pha cát, khắc dương liễu mộc, con nhà Huỳnh Đế, phú quý, xương con rắn, tướng tinh con cú, bà chúa Ngọc độ mạng. Nữ mạng tuổi Đinh Tỵ có nạp âm hành thổ, do can Đinh hỏa ghép với chi Tỵ hỏa, can và chi cùng hành hỏa, lại tương hợp ngũ hành với nạp âm, thuộc lứa tuổi có năng lực thực tài, căn bản vững vàng, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời. Sinh vào mùa hạ là thuận mùa sinh, nếu ngày sinh có can giáp, ất, bính, đinh, sinh giờ sửu, mùi, còn được hưởng phúc đức của dòng họ. Trời sinh tuổi Đinh Tỵ có địa chi gọi là đầm nội chi xà, tức là rắn ở trong đầm, là người có tính cách trầm ổn, tài trí hơn người, rất biết cách xử sự, tiến lui ở đời, hiểu thấu, cũng là người giỏi xã giao, họ có phẩm chất cao sang, thường được mọi người quý mến và đánh giá cao. Theo tử vi 12 con giáp của người Việt, tuổi Tỵ cầm tinh con rắn, được xếp ở vị trí thứ 6, đại diện cho sự may mắn, biểu tượng cho sự nhạy bén, linh hoạt và có phần bí ẩn. Bởi vậy tuổi Đinh Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Người tuổi Đinh Tỵ nữ mạng, sống rất thẳng thắn, thật thà, không lợi dụng người khác, họ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong công việc tích trữ, dành dụm tiền bạc. Bởi vậy cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh,
Với con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi Đinh Tỵ dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển. Những người này, nếu như tuổi thơ gặp nhiều khó khăn, bất hạnh, thì khi trưởng thành, họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn. Tuổi Đinh Tỵ sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi. Có điều, nhược điểm của con giáp này là tính chiếm hữu quá lớn, có phần giả hoạt, dễ khiến người khác mất tình cảm. Bù lại, họ có khả năng đối nhân xử thế khéo léo, thành thục, có ngoại hình sáng sủa và tâm hồn lãng mạn, xinh đẹp ngời ngời. Trong cuộc sống, tuổi Đinh Tỵ khá đa nghi, hầu như không tin tưởng người khác, dù là những người thân cận. Tuy nhiên, tuổi Đinh Tỵ khéo léo trong việc che đậy cảm xúc của mình, họ không lộ liễu khiến người khác phật lòng, ngay cả khi tức giận, người này cũng kiềm chế cảm xúc giấu kín trong lòng. Phụ nữ tuổi Đinh Tỵ không thích xen vào chuyện riêng của người khác, cũng không thích ai làm phiền đến cuộc sống của mình. Họ rất ít khi có thái độ nổi nóng, nhưng nếu có ai cố tình cản trở đường đi của mình, họ sẽ sẵn sàng dùng cách riêng của mình để hạ gục đối thủ. Họ không đủ bao dung để tha thứ cho những lỗi lầm của người khác, đối với họ, mọi sai lầm đều phải trả giá. Phụ nữ tuổi Đinh Tỵ may mắn được trời phú cho vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, với thân hình thon thả, đôi mắt long lanh và gương mặt ưa nhìn. Cô nàng này thu hút được mọi ánh nhìn xung quanh, đó là lý do tại sao họ được rất nhiều anh chàng theo đuổi, tán tỉnh. Phụ nữ tuổi Đinh Tỵ thích làm đẹp, chăm chút cho nhan sắc bên ngoài của mình. Họ không bao giờ rời khỏi nhà trong trang phục luộm thuộm, mái tóc sơ rối. Khi xuất hiện trước đám đông, họ phải là người phụ nữ sang trọng, quyền lực nhất. Họ yêu bằng lý trí và rất khéo léo trong chuyện duy trì tình cảm hai bên. Tuổi Đinh Tỵ có cách kiểm soát người yêu rất hiệu quả, không khiến đối phương cảm thấy khó chịu hay mất tự do. Hơn nữa cô ấy rất giỏi trong việc kinh doanh, kiếm tiền, sẽ là trợ thủ đắc lực cho chồng con. Phụ nữ tuổi Đinh Tỵ là người biết chăm lo cho cuộc sống gia đình. Họ luôn thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của một người dâu hiền, vợ đảm. Thậm chí cô ấy có thể hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi để mang lại cuộc sống sung sướng, hạnh phúc gia đình. Tuổi Đinh Tỵ nếu sinh vào thời tiết thuận lợi, tính tình ôn hòa, hiền lành, thật thà. Lúc còn nhỏ, tuổi Đinh Tỵ có phần nhút nhát, yếu mềm. Khi trưởng thành, họ trở nên cởi mở, thân thiện hơn với mọi người xung quanh, được nhiều người yêu thương, quý mến. Tuy vẻ bề ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng thực ra họ có đời sống nội tâm khá phong phú, chất chứa nhiều tình cảm. Tuổi Đinh Tỵ dễ xúc động và mủi lòng khi chứng kiến cuộc sống bất hạnh của những người nghèo khổ, bởi vậy họ luôn cố gắng làm việc, giúp đỡ người khác khi có thể. Họ bận rộn với những kế hoạch, mục tiêu trong tương lai của mình, chừng nào chưa đạt thành công, họ sẽ không cho phép bản thân mình được chán nản, buông xuôi. Trong những lúc khó khăn, động lực duy nhất giúp họ vượt qua là tình yêu thương và sự quan tâm của những người thân trong gia đình. Tuổi Đinh Tỵ, ngày đêm suy nghĩ vì sự nghiệp lớn lao của mình, đôi khi họ làm việc quá căng thẳng, dẫn đến stress nặng nề. Những người này cần phải tham gia các hoạt động thể thao, rèn luyện cơ thể và giải tỏa những muộn phiền trong lòng mình. Tóm lại, cuộc đời Đinh Tỵ nữ mệnh tuy gặp không ít khó khăn, vất vả ở tiền vận, nhưng khi bắt đầu vào trung vận thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Mỗi lúc khó khăn, người này đều có quý nhân ra tay giúp đỡ, tháo gỡ mọi rắc rối, vận xấu của họ. Đặc biệt may mắn ở thời trung vận, tài khí của bạn lúc này hanh thông hơn. Mưa thuận gió hòa, làm gì cũng dễ thành công, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện. Càng về già, sẽ càng có nhiều may mắn, tiền bạc dồi dào chất đầy két, hậu vận được an nhàn thảnh thơi. Xét tổng quan năm 2025 của nữ mạng tuổi Đinh Tỵ. Những người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, khi bước sang năm 2025 sẽ phải đương đầu với năm tuổi của bản mệnh và lâm vào cục diện thái tuế. Cho nên vận trình của người tuổi Tỵ nói chung sẽ gặp phải những điều bất ổn và khó khăn. Những người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 cũng sẽ không ngoại lệ. Năm 2025, Đinh Tỵ sẽ khó có được cảm giác thảnh thơi đúng nghĩa. Tuy nhiên, khác với các tuổi Tỵ khác thì tuổi Đinh Tỵ có bố cục thiên địa bình hòa, ngũ hành lại tương sinh, cho nên năm 2025 giảm đi nhiều khó khăn và gia tăng may mắn cho tuổi Đinh Tỵ. Dù phạm vào năm tuổi và thái tuế, nhưng người tuổi Đinh Tỵ làm gì cũng có quý nhân che chở, sự nghiệp có thêm cơ hội thăng tiến. Dù vậy, Đinh Tỵ cũng nên lưu ý, năm 2025 cũng không nên quá háo thắng. Trong làm ăn, tránh tham gia vào các lĩnh vực có tính chất mạo hiểm, muốn làm giàu nhanh. Như chúng ta thấy, cuối năm 2023 và đầu năm 2025 tới đây, những người tham gia vào đầu phiếu, đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản hoặc gửi lãi vay ngân hàng, quả thật sẽ mang trong mình đầy nỗi bất an và lo lắng. Chưa biết là có kiếm được nhiều tiền hay không,
nhưng ngày đêm lo lắng, cộng dồn với đó là các khoản phí bảo hiểm gói vay và lãi suất vẫn tăng, đó cũng là gánh nặng cho tất cả các con giáp. Phạm 5 tuổi, cùng với đó là năm đại hạn lớn nhất trong vận trình đời người là 49 tuổi, nên Đinh Tỵ cần lưu tâm nhiều hơn về phương diện tài chính và sức khỏe. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về đại hạn 49 tuổi có gì nguy hiểm. Chẳng vô cớ mà ông bà ta xưa lại có câu 49 chưa qua 53 đã tới hay 49 bước qua 53 bước lại. Ở giai đoạn này, tin chắc là 10 người thì hết 9 người cảm thấy ớn lạnh vì sẽ không ít những sự kiện lớn đầy thách thức đã xảy ra. Nói chính xác là giai đoạn khổ nạn, thất bại, mất mát tài sản, ly tán, chia xa, phá sản, điều gì cũng có thể xảy ra. Vậy thì, tại sao ông bà ta lại có câu nói 49 chưa qua, 53 đã tới? Ở giai đoạn này, điều gì làm nên những vận hạn xấu? Tại sao nó lại xấu? Xấu tại vì đâu? Theo quan niệm dân gian, thì mỗi người đều trải qua những tuổi hạn nhất định. Nhiều người vẫn tin rằng, thông thường vào năm hạn sẽ gặp những chuyện không hay, thậm chí là mất mạng. Trong thực tế thì bất cứ thời gian nào trong cuộc đời đều có thể gặp vận hạn xấu. Nhưng xem tử vi 2 tuổi 49, 53 là tuổi hạn nặng nhất trong đời người. Trong dân gian có nhiều cách giải vì sao tuổi 49, 53 chúng ta gặp rủi ro nhiều hơn. 49 tuổi tương ứng với nam gặp sao Thái Bạch, nữ gặp sao Thái Âm. 53 tuổi tương ứng, nữ gặp sao Thái Bạch, nam gặp sao Thái Âm. Mà Thái là quá, Bạch là trắng, chủ về, tang chế, tai nạn, xương cốt. Âm là tối, đen, nước, hiểm trở, chủ về ốm đau, bệnh tật, nhẹ thì phải điều trị liên quan tới giao kéo, nặng thì có thể khó qua khỏi. Ngoài ra, 49 tuổi, đàn ông gặp hạn toán tận, đàn bà gặp hạn huỳnh tuyền. 53 tuổi, đàn ông gặp hạn diêm vương, đàn bà gặp hạn thiên la. Đây cũng đều được coi là những hạn nặng nề với một đời người. Vậy nên, mới nói hạn 49, 53 thường gặp hạn về tang chế, về sức khỏe, về bệnh tật hoặc may mắn hơn chỉ ảnh hưởng về phần kinh tế. Từ tuổi 49, 53 trở đi, cả nam giới và nữ giới tuổi này đều không được khỏe vì khả năng ăn uống kém dần, không đảm bảo dinh dưỡng nên sinh ra nhiều bệnh tật. Riêng phụ nữ rơi vào thời kỳ tiền mãn kinh nên tuổi này tâm lý bất ổn, hay cáu gắt, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, ù tai, kinh nguyệt thất thường, hay bị bốc hỏa và cảm giác lạnh trong người xen kẽ. Đối với nam giới cũng dễ mắc các bệnh thông thường như cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản hay thậm chí bộc lộ nhiều bệnh tật như tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid, thoái hóa khớp. Nhiều bệnh tật do tuổi trẻ không chăm sóc, giữ gìn sức khỏe cũng là điều dễ hiểu và do đó, nguy cơ thiệt mạng khi ở độ tuổi ở bên kia sườn dốc là rất dễ xảy ra. Vì thế, ta cần biết và tin điều này để từ trẻ nên hiểu rõ tình hình về giai đoạn quan trọng này để sớm tìm cách cải thiện, củng cố cho sức khỏe trước khi bước vào tuổi 49. Khi làm được điều đó thì trong tương lai, sức khỏe của chúng ta mới được đảm bảo, giai đoạn 49, 53, không có gì đáng sợ nữa. Người ta thường nói, qua giai đoạn này mà không gặp bệnh gì quá nặng thì cơ hội chúng ta sống thọ tới 100 tuổi là hoàn toàn có thể xảy ra. Do vậy, ta chỉ cần chú ý tốt hơn về sức khỏe, cũng như lao động, cân bằng cuộc sống, tâm lý. Nếu làm được như vậy, thì năm đại hạn 49 hay 53 cũng không có gì phải đáng lo ngại nữa. Xem tử vi 2025 của nữ mạng tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, theo can chi, ngũ hành. Về thiên can, Đinh gặp Ất là bình hòa, xuất hiện một số cơ hội trong sự nghiệp, có thể là do anh em, bạn bè mang lại. Nhưng sự thành hay bại vẫn phụ thuộc chính vào sự nỗ lực của bạn, nên bản mệnh có kế hoạch và phương án cụ thể cùng với tâm huyết bỏ ra, đừng trông chờ quá vào sự giúp đỡ của người khác thì ắt sẽ nhận được những thành quả đáng ngưỡng mộ Đinh Tỵ nhé. Về địa chi, Tỵ gặp Tỵ là bình hòa, hành sự dễ dàng do chịu tác động của ngoại cảnh, dù công việc của bản mệnh có nhiều cơ hội thăng tiến và bản thân bạn cũng là người có tham vọng lớn. Tuy nhiên, bản mệnh không nên quá ỷ lại vào thực lực hiện tại mà quên mất đi sự khiêm nhường, tinh thần cầu tiến để có được sự ủng hộ của mọi người. Về ngũ hành, ngũ hành bản mệnh là thổ, ngũ hành năm là hỏa, hỏa sinh thổ, bản mệnh được lưu niên tương sinh, vận khí cát lành, chuyện tình cảm hay tiền bạc đều duy trì ở mức bình bình. Tiểu kết, xét về mối quan hệ can chi và ngũ hành với năm 2025, nữ mạng Đinh Tỵ, sinh năm 1977, được dự báo sẽ có một năm Ất Tỵ bình hòa, có nhiều cơ hội để phát triển, song mọi thứ cần sự nỗ lực nhiều hơn mới đạt được kết quả tốt.
Tài lộc có thu, có chi, cần cân đối thu chi, tập trung tích lũy để đảm bảo cho tương lai. Do đây là năm tuổi của Đinh Tỵ cho nên bản mệnh cần quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe và sự an toàn của bản thân mình. Xem tử vi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, nữ mạng, theo sao hạn. Năm 2025, nữ Đinh Tỵ gặp sao Thái Âm chiếu mệnh. Sao Thái Âm thuộc chòm sao Bắc Đầu Tinh, tính âm thủy, tên thường gọi là Nguyệt. Sao Thái Âm là các tinh trong chòm Trung Thiên Đầu, hóa khí là phú, giàu và tài bạch, chủ cung điền trạch. Tiền tài của sao Thái Âm được do tích lũy dần, một thời điền bạc ổn định, thuộc tính âm dương của sao Thái Âm là âm thủy, là tinh túy của nước. Sao Thái Âm thường mang tới cho người phụ nữ sự điều hòa, luôn vui vẻ, hạnh phúc, có tiền tài và được thỏa mãn những ước mơ của mình. Thái Âm rực rỡ cung hằng, tháng 9 tiền bạc dư ăn để dành, tháng 10-11 hạn hành, tránh hai tháng ấy mới lành bản thân. Sao Thái Âm còn tượng trưng cho mặt trăng, với ý nghĩa soi sáng, tỏ trường. Trong năm nếu có sao này chiếu mệnh, thì vận hội thành công như vũ bão. Năm có sao Thái Âm chiếu chủ về danh lợi, cuộc sống sung túc và tràn đầy hạnh phúc. Đặc biệt, trong năm được sao này chiếu mệnh, nên bản mệnh làm việc trong lĩnh vực liên quan đến bất động sản như mua bán nhà đất, sửa chữa, xây dựng sẽ nhận được nhiều cát lợi, từ đó thu bội tiền bạc. Nhìn chung, những người được sao Thái Âm chiếu mạng sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp phát triển rực rỡ, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc đời tươi sáng. Tuy nhiên, nếu sao Thái Âm hãm địa, đồng cung với Văn Khúc thì phần lớn làm nghề tự do. Sao này mất ánh sáng ở các con giáp Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, trong khi đó các con giáp Dậu, Tuất, Hợi, Ý là miếu địa, vượng địa và cung Sửu, Mùi có sao Thái Dương đồng cung là chỗ bình hòa thêm các tinh cùng tốt, gặp sát xung phá thì bất lợi. Ngoài ra, nếu sao Thái Âm ở cung Tật Ách thì có chứng tiểu đường, âm hư, phong thấp, sa bỉu, chướng nước, can vượng, tật mắt. Bên cạnh đó, sao sẽ tối kỵ đồng cung với sao Dương Nhẫn, tiền tài bị phá tán, bị sao của vợ, con gái, mẹ xung phá, nên phụ nữ trong nhà có hình khắc thương vong. Sao Thái Âm ở điền trạch chủ về giàu có, nếu sống gần các vùng đất thấp ít ánh sáng, gần sông hồ, khe suối, giếng nước thì tốt hơn. Vì vậy, trong năm được sao Thái Âm chiếu mạng, Đinh Tỵ nữ mạng dù được thuận lợi nhưng cũng không nên chủ quan, tiền tài dư giả nhưng cũng không nên tiêu xài lãng phí, lên mặt với người. Vào tháng kỵ nhất là tháng 11, dễ suy nghĩ nhiều, tâm lý biến đổi, thế nhưng cũng đừng vì thế mà buồn lo, trầm cảm. Cuộc đời con người đều phải trải qua đủ tuần hoàn của cửu diệu, thời vận thăng trầm, vì thế muốn phúc trạch kéo dài, mệnh chủ nên hành thiện, tích đức, chú ý ngôn hạnh. Xem tử vi nữ mạng tuổi Đinh Tỵ, theo niên hạn là hạn Huỳnh Tuyền. Huỳnh Tuyền có nghĩa là suối vàng, đó là con suối nước màu vàng lấp lánh ở dưới âm phủ. Nghe tới âm phủ là đã thấy tăm tối, nặng nề rồi, vậy là không hề an toàn, đầy nguy hiểm. Gặp hạn Huỳnh Tuyền, có thể đau ốm tới mức, có thể từ giã trần ai, rũ bỏ bụi trần, ngao du tiên cảnh. Chính vì thế, chắc chắn đây là kiếp nạn nặng nề nếu gặp phải. Hạn Huỳnh Tuyền tóp xấu như thế nào? Khi nói tới hạn Huỳnh Tuyền, người xưa có câu, Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt đề phòng tay chân. Vậy là có thể thấy, gặp hạn Huỳnh Tuyền là hạn hoàn toàn xấu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, cần hết sức cẩn trọng. Về sức khỏe, người gặp nạn này dễ mắc đau đầu, chóng mặt, ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, các bệnh liên quan tới mắt, tay chân, do đó, trong sinh hoạt, công việc hàng ngày cần phải được chú ý. Trong làm ăn, hạn Huỳnh Tuyền sẽ mang tới khó khăn, bất lợi sẽ dồn tới nếu công việc kinh doanh buôn bán bằng đường thủy hay liên quan tới sông nước. Vì Huỳnh Tuyền chính là suối vàng, tham gia vào các hoạt động kinh doanh buôn bán trên sông nước sẽ cực kỳ nguy hiểm khi gặp phải hạn này. Tốt hơn hết nên tránh những hoạt động kinh doanh trên sông nước để không gặp phải hậu quả khôn lường. Cuộc sống không nên liên quan tới tòa án, dù làm việc gì hay vì ai, dù là đứng ra làm chứng hay có liên quan trực tiếp trong những rắc rối pháp luật đó, vì bạn sẽ gặp phải tai họa, mất tiền mất của, không có bình an trong gia đình. Khi gặp hạn Huỳnh Tuyền, người gặp nạn này sẽ dễ mắc bệnh tật, một khi có bệnh tật sẽ lại dẫn tới nhiều hệ lụy khác. Bạn sẽ phải hao tốn tiền của, vì thuốc thang, chữa trị, không những vậy, còn tốn thời gian, công sức, chẳng thể tham gia vào những hoạt động công việc khác. Sức khỏe không tốt cũng dẫn tới không thể làm tốt công việc, kinh doanh, không đưa ra được ý kiến quyết định đúng đắn, dẫn tới nhiều thất bại, khó khăn, thậm chí có thể khiến cuộc sống trở nên bế tắc. Ngoài ra,
Vì Huỳnh Tuyền là suối vàng nên tuyệt đối tránh xa sông nước. Tiểu kết. Nữ mạng Đinh Tỵ may mắn có các tinh thái âm chiếu mệnh nên đời sống tinh thần có nhiều sự cải thiện tích cực. Trong năm 2025, các phương diện cuộc sống ít nỗi buồn muộn phiền, có thể yên tâm làm việc của mình. Tiền bạc không cần phải quá căn ke, bản mệnh có lộc về đất đai, có thể tập trung làm ăn theo hướng này, nhưng chớ nên bất chấp. Ngoài ra, nhớ chú ý nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý, thường xuyên tập thể dục và đi khám sức khỏe định kỳ để chủ động trong việc phòng tránh bệnh tật. Vận niên năm 2025 của tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, nữ mạng. Năm 2025, tuổi Đinh Tỵ nữ mạng gặp vận niên Ngưu Hồi Sơn. Ngưu Hồi Sơn nghĩa là trâu về núi, ở núi tuy không có cỏ để ăn, nhưng vẫn có lá cây non và xa loài người thì tấm thân đỡ khó khăn, vất vả. Trong năm này, bản mệnh nên cẩn trọng trong việc làm ăn, chắc như đinh có lợi thì mới nên làm. Bản mệnh trong năm có nhiều thời cơ tốt cho kinh doanh, thương mại, cầu quan lộc được chức nhỏ, xuất hành đi xa càng tốt. Tuy nhiên, bản mệnh cần đề phòng ốm đau, tai nạn thương tâm, tình cảm riêng tư của bản mệnh có chút trộn lẫn, cả hai nên tin cậy lẫn nhau. Ngoài ra, nhiều người có tin vui song hỉ thêm người. Xem vận hạn năm 2025 tuổi Đinh Tỵ nữ mạng theo tuổi âm. Tam tai năm 2025. Người tuổi Đinh Tỵ cần tránh các năm tam tai là Ý, Sửu, Hợi. Năm 2025, Ất Tỵ, theo cách tính này thì gia chủ 1977, Đinh Tỵ, sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Kim Lâu năm 2025. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, gia chủ 1977, Đinh Tỵ là 49 tuổi, tuổi Mụ, sẽ không phạm Kim Lâu. Hoàng Ốc năm 2025. Năm nay tuổi của bạn là Nhất Cát, không phạm Hoàng Ốc. Nhất Cát hay còn gọi là Nhất Kiết, có câu Nhất Kiết an cư thông vạn sự, nghĩa là làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư, mọi việc thuận lợi, cực kỳ tốt. Thái Tuế năm 2025. Đinh Tỵ 1977, năm Ất Tỵ 2025 sẽ phạm vào trực Thái Tuế. Trực Thái Tuế, tuổi con giáp của bản thân tương trùng với Thái Tuế lưu niên. Vào những năm này, gia chủ sẽ rất dễ buồn bực, ốm đau, bệnh tật liên miên. Cách hóa giải trực Thái Tuế, ít đến những nơi có tang, tham gia nhiều hơn vào các hoạt động vui vẻ hay các tiệc mừng. Ngoài ra có thể đeo những đồ trang sức có ba con giáp thuộc tam hợp sẽ giúp hóa nguy thành an. Ví dụ như người tuổi Tỵ thì cần đeo đồ trang sức có mang ba hình con Tỵ, Dậu, Sửu. Những ai vào năm phạm Thái Tuế không nên làm gì? Hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không vào phòng sinh đẻ. Điều này được lý giải là vì trong vận trình một năm thì không hẳn lúc nào người phạm Thái Tuế cũng xui xẻo. Nhưng ngũ hành sinh khắc, tức nếu tham gia quá nhiều vào các chuyện xui xẻo thì giống như diêm gặp lửa, dễ làm cho bản thân bắt đầu xui xẻo. Nếu nhất định phải tham gia thì tùy vào nghi lễ mà nên tránh làm bước cuối cùng. Ví dụ đưa đám ma thì lúc cuối nên quay lưng lại với bia mộ. Đối với phòng sinh đẻ thì nên chuẩn bị một bao lì xì đỏ để lấy chút khí lành. Không đến nơi hoang vu, hẻo lánh. Vì theo thuyết âm dương, chỗ nào càng vắng vẻ heo hút, âm khí càng nhiều, không tốt cho người phạm Thái Tuế. Không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự tốt nhất, nếu gặp những chuyện có tính biến động lớn hoặc biến hóa không lường trước được thì nên nhẫn nại hoặc không nên tham gia. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác bất cứ lúc nào phạm Thái Tuế, tối kỵ bốc đồng, sốc nổi. Đứng ra lo chuyện bao đồng, giúp đỡ người không quen biết hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo để vay mượn tiền bạc. Những hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến cho bạn vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Đánh giá chung về tử vi năm 2025, tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, nữ mạng. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, nữ mạng tuổi Đinh Tỵ, 49 tuổi âm lịch, được xét đoán trên nhiều yếu tố về ngũ hành bản mệnh, thiên can địa chi, sao chiếu mệnh, vận niên Ngưu Hồi Sơn cho thấy đây là một năm tương đối tốt đẹp. Năm có ngũ hành bản mệnh tương sinh với năm mệnh, tứ trụ thiên hòa địa hợp, vận trình tài lộc năm nay no đủ, hạnh phúc, cầu được ước thấy, sự nghiệp thăng tiến. Tiếp theo là những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2025 của tuổi Đinh Tỵ, nữ mạng trên các phương diện chính cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, tử vi Đinh Tỵ nữ mạng năm 2025, sự nghiệp có bố cục kiêu thần đi vào cung mệnh, kiêu thần hay còn gọi là thiên ấn. Nó mang trong mình số mệnh bất phàm, nghĩa là tử vi người tuổi Đinh Tỵ năm 2025 sẽ khá đặc biệt.
Về công việc, bạn phát huy được năng lực của chính mình, ý tưởng sáng tạo độc đáo, có khả năng lĩnh ngộ cao, nên dễ dàng đạt được mục tiêu, công việc đề ra. Tuy nhiên, thái tuế trong năm thúc đẩy cái tôi của con giáp này bành trướng thái quá, thiếu đi sự quan sát tổng quan, kèm với đó là phá hủy các mối quan hệ xã giao. Lời khuyên dành cho bản mệnh là lúc nào cũng cần phải cân bằng trạng thái tâm lý, tránh manh động, kẻo công việc gì cũng hỏng. Mưu sự trong năm tuổi phải tính toán thận trọng, việc không chắc thì không làm, nhất là đừng a dua theo người khác, hành sự nhất định phải cẩn thận, đề cao tinh thần cảnh giác trong mọi tình huống. Nhìn chung năm 2025 sẽ là một năm nhiều thách thức, cùng với đó là cơ hội cho con giáp này, nếu khó khăn đã không thể tránh khỏi. Thay vì buông xuôi, hãy cứ thẳng thắn đối mặt để khai phá thêm tiềm năng của bản thân, bứt phá giới hạn. Chỉ khi rèn cho bản thân khả năng thích ứng nhanh, bạn mới có thể giảm thiểu hung hiểm do thái tuế gây ra. Trong vô vàn tác động tiêu cực, vẫn còn hy vọng cho tuổi Đinh Tỵ khi các tinh thiên ấn đồng hành, bản mệnh cứ phấn đấu hết mình, sẽ có ngày thành công tới. Về mặt tài vận của tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, nữ mạng, năm 2025. Tử vi Đinh Tỵ năm 2025, về tài lộc nữ tuổi Đinh Tỵ, sẽ có nguồn thu nhập đảm bảo. Ngoài ra, sự nhạy cảm của bạn với tiền bạc cũng mạnh hơn rất nhiều, nên cơ hội kiếm tiền luôn bày ra trước mắt. Bạn có sở trường là điều tra, tìm hiểu, nên việc nắm bắt tin tức đầu tư, sinh lời, luôn mang về cho bản mệnh nhiều khoản thu bất ngờ. Tuy nhiên, thầy tử vi cũng nhắc nhở con giáp này, dù có kiếm được tiền, cũng phải tiết kiệm, tích lũy cho riêng mình một khoản để đề phòng những bất trắc rủi ro có thể xảy ra. Trong năm 2025, vấn đề lựa chọn đối tác làm ăn cũng chớ nên qua loa, thái tuế có thể gây ra tranh chấp. Liên quan tới tiền bạc, nếu nổ ra xung đột, bạn có thể sẽ là bên chịu nhiều thiệt thòi hơn cả. Do đó, bạn cần hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn. Đặc biệt, với người thân hay người có quen biết, nếu là dự án đang được thực hiện dang dở, nên chú trọng chi tiết, tiến hành từng bước, tính toán kỹ lưỡng cái lợi, cái hại, làm đến đâu chắc đến đấy. Bạn không nên chủ quan, quen tay quen việc mà nhảy cóc công đoạn, bởi trong năm vận khí sa sút, chuyện xui rủi có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nóng vội khiến bạn mất cả chì lẫn chài. Bên cạnh đó, vật giá leo thang, nhu cầu cuộc sống ngày càng cao, những chi phí phát sinh thường nhật theo đó ngày càng nhiều, đòi hỏi bạn cần có cách chi tiêu, quản lý tài chính hợp lý, bằng không khó tránh cảnh vay mượn, nợ nần. Về mặt tình cảm, gia đạo của tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, nữ mạng, năm 2025. Tử vi Đinh Tỵ nữ mạng năm 2025, về mặt tình cảm sẽ không được tốt như các mặt còn lại, bạn có thiên hướng cô độc và rời xa cộng đồng. Trong tình yêu, người này không thuộc trường phái cống hiến, đối với người thân trong nhà thì rất nghiêm khắc và lạnh nhạt, bạn luôn toát ra một cảm giác khó gần gũi. Trong năm, bạn cũng cần chú ý hơn đến trạng thái tâm tư cũng như cảm xúc của đối phương. Vợ chồng sống với nhau cả đời, đừng vì cảm xúc bột phát nhất thời mà hành xử gây tổn thương cho người kia. Đặc biệt, cần tránh chê bai nhau mà dẫn đến mất hòa khí, không khí gia đình nặng nề. Về mặt sức khỏe của Đinh Tỵ, sinh năm 1977, nữ mạng, năm 2025. Do áp lực công việc nên bản mệnh tuổi Đinh Tỵ hay mất ngủ, ngủ không đủ giấc, thường xuyên nạp vào cơ thể những chất gây hại cho sức khỏe. Điều này khiến cả thể chất và tinh thần của người tuổi này bị ảnh hưởng rất nhiều, dễ dẫn đến các bệnh về máu huyết và đường tiêu hóa. Vì vậy, bản mệnh tuổi Đinh Tỵ cần thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi khoa học, đồng thời giữ tinh thần luôn trong trạng thái thoải mái, vui vẻ. Trong năm này, bản mệnh nên giữ tâm thái bình an, khi đi đến chỗ xa lạ không nên tranh chấp lời nói, thân xác để tránh đổ máu. Về chế độ ăn uống và làm việc, nghỉ ngơi hàng ngày, nữ tuổi Đinh Tỵ phải chú ý hơn, ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng, chú ý không ngừng nâng cao chất lượng giấc ngủ cá nhân. Điều đáng nói là nữ tuổi Đinh Tỵ phải bình tĩnh chấp nhận quá trình già đi và không phẫu thuật thẩm mỹ, nếu không rất dễ xảy ra tai biến y khoa. Đối với nữ tuổi Đinh Tỵ, đặc biệt chú ý an toàn giao thông khi lái xe, không tùy tiện vi phạm luật lệ giao thông. Bản mệnh có thể treo vật phẩm phong thủy con vật tam hợp, thân Tí Thìn, mong cầu mọi điều tốt lành đối với chiếc xe và gia chủ. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2025 dành cho nữ mạng tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. 1. Cách kích hoạt các tính của sao Thái Âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng,
thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz, thanh dương, đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu, xanh lá cây hoặc vàng, nâu. Nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao Thái âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc, vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không vụ lợi. Bản mệnh tốt bụng, không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. 2. Cách giải hạn huỳnh tuyền năm 2025. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Đối với người bị cao huyết áp, cần áp dụng chế độ dinh dưỡng riêng biệt, giảm lượng muối, mỡ và chất kích thích. Vì những thực phẩm này rất có hại cho bệnh nhân cao huyết áp, tai biến đột quỵ. Công việc làm ăn hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra, làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt xa bờ, đề phòng tai bay vạ gió. Trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết, không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Thần tài phong thủy. Thần tài là một trong những vật phẩm phong thủy cho tuổi Đinh Tỵ được rất nhiều người yêu thích. Do đó, bạn có thể thấy tượng thần tài được đặt ở khắp mọi nơi. Tượng thần tài có thể đặt trưng bày tại nhà hay công ty, khách sạn lẫn nhà hàng. Tượng thần tài giống như tên gọi, luôn mang đến tài lộc, sự thịnh vượng cho gia chủ, thích hợp cho những người làm ăn, buôn bán, kinh doanh, với ý nghĩa mang đến sự hưng thịnh, nên rất được yêu thích mà mong muốn sở hữu trong gia đình. Nếu bạn vẫn chưa biết nên chọn lựa vật phong thủy nào cho tuổi của mình thì hãy nghĩ ngay đến thần tài bạn nhé. Nếu bạn muốn đặt thần tài trong nhà thì hãy chú ý nên đặt tượng thần tài ngay ở sảnh ra vào hoặc hướng ra cổng chính của ngôi nhà. Đặt tượng thần tài trong nhà giúp gia chủ mang lại nhiều tài lộc, vận may, làm ăn thuận buồm xuôi gió, phát tài phát đạt. Tượng rắn phong thủy. Rắn có khả năng bảo vệ gia chủ tuổi Đinh Tỵ 1977 và các thành viên trong gia đình, giúp trừ tà khí, xua đuổi những vận đen không tốt đến với căn nhà. Như chúng ta đã biết thì rắn là động vật biểu hiện cho cả hai mặt, đó là thiện và ác. Rắn có khả năng phun nọc độc để hạ sát đối phương. Tuy nhiên khi được thờ cúng linh thiêng thì rắn sẽ dùng chính nọc độc và sức mạnh của mình để đối phó với những thế lực bên ngoài, ngăn chặn ma tà xâm nhập, bảo vệ các thành viên trong nhà luôn được bình an, tránh được điểm xấu xảy ra. Tháp văn xương. Hình tượng tháp thường liên kết với trí tuệ và lòng tốt trong Phật giáo. Đặt tháp văn xương trên bàn làm việc không chỉ tạo môi trường hướng tới tâm thiện và thông thái, mà còn kích thích tinh thần và giúp tăng cường năng lực tập trung. Người sinh năm 1977 có thể tận dụng tháp văn xương để giữ trí tuệ, đưa ra quyết định đúng đắn và tạo ra những giải pháp sáng tạo trong công việc và cuộc sống. Tháp văn xương được chế tác với nhiều chất liệu và màu sắc khác nhau. Dòng tháp văn xương với 7, 9 hoặc 13 tầng đều mang trong mình năng lượng khác nhau. Quan niệm rằng tháp càng cao thì năng lượng càng lớn, do vậy việc chọn tháp văn xương với nhiều tầng có thể mang lại hiệu quả tích cực. Loại tháp 13 tầng thường được xem là có khả năng chống chọi và phát triển tốt. Thiềm thử. Trong phong thủy, thiềm thử thường được coi là linh vật mang lại tài lộc và may mắn. Hình ảnh của người bán hàng có thể thấy nó đang gây nhầm lẫn cho ngọc hoặc tiền xu, tượng trưng cho việc thu hút và lưu trữ tài chính. Đặt thiềm thử trong không gian làm việc hoặc nhà ở có thể giúp gia tăng cơ hội tài lộc, thu lại sự thịnh vượng và phát triển. Với tính cách mạnh mẽ và quyết đoán của người mang mệnh thổ, thiềm thử có thể tương thích với kính kiên cố và nghị lực trong việc thực hiện mục tiêu tài chính. Họ có thể tận dụng niềm đam mê để thu hút thịnh vượng và tạo ra môi trường giàu có cho bản thân. Tỳ hưu, linh vật huyền bí với tạo hình kết hợp giữa đầu rồng, thân ngựa và chân lân, được coi là biểu tượng của sự may mắn,
tài lộc và bảo vệ đối với người sinh năm 1977, mang mệnh thổ, sa trung thổ. Ngoài mang dáng vẻ độc đáo, Tỳ Hưu lại không có hậu, chỉ ăn vàng bạc và châu báu. Do đó, quan niệm dân gian cho rằng khi sở hữu Tỳ Hưu ở trong nhà, gia chủ sẽ trở nên giàu có và tài lộc thịnh vượng sẽ không bao giờ thiếu thốn. Tỳ Hưu có khả năng hút tài lộc và giữ chúng lại, tạo ra một môi trường thịnh vượng cho gia đình. Với tính cách mạnh mẽ của mệnh thổ, Tỳ Hưu có thể đồng hành và gia tăng sức mạnh bảo vệ và tài lộc cho người sinh năm 1977. Hình ảnh độc đáo của Tỳ Hưu cũng thể hiện sự khác biệt và độc đáo trong cuộc sống. Tượng cá chép phong thủy. Cá chép cũng là một biểu tượng của may mắn. Con cá chép có biểu tượng của lòng dũng cảm vô song trong truyền thuyết vượt vũ môn để hóa rồng, là tượng trưng cho tính kiên nhẫn, một điều không thể thiếu nếu muốn thành công cho người tuổi Đinh Tỵ 1977. Tượng voi phong thủy. Theo phong thủy, voi có thể mang lại may mắn và thành công về mặt tài chính cho gia đình tuổi Đinh Tỵ 1977. Chúng được ngưỡng mộ vì có trí thông minh, sức mạnh và nhân phẩm tuyệt vời. Chúng vừa có phẩm chất con người vừa có phẩm chất của thần linh, nên với người phương Đông voi là biểu tượng chung của sự may mắn, được thờ cúng và tôn vinh. Phật bản mệnh tuổi Đinh Tỵ, Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát là hiện thân của sự từ bi, đức độ và sự tự nguyện. Hình tượng Phật Phổ Hiền Bồ Tát được phác họa ngồi trên voi trắng sáu ngà trên tay cầm cành hoa sen chứa viên bảo châu. Ngài được coi là vị Bồ Tát với năng lực hiện thân khắp các phương của Pháp giới, dùng đức hạnh của mình để cảm hóa, dẫn dắt chúng sinh khỏi bể khổ, lầm than. Người tuổi Tỵ mang theo Phật bản mệnh Phổ Hiền Bồ Tát kết hợp với tu hành tinh tấn, gieo duyên thiện nghiệp sẽ được Ngài soi sáng, giúp cho mọi khổ đau, chông gai đều có thể vượt qua. Tâm sáng đời bình yên, tâm an vạn sự nhàn, đây được coi như một bức thông điệp trường tồn mà Đức Phật truyền tải tới các Phật tử, các tín đồ của Phật Pháp. Quý vị thân mến, sông đất đầu năm là hoạt động mang đậm nét văn hóa của người Việt trong dịp Tết Nguyên đán. Ông cha ta quan niệm rằng, người đầu tiên bước vào nhà kể từ sau khoảnh khắc giao thừa là người sông đất năm mới, nếu là người hợp tuổi gia chủ thì sẽ mang tài lộc. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người sông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để sông đất vào đầu năm mới. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi Đinh Tỵ trong năm Ất Tỵ 2025 là Đinh Dậu 2017, tốt, Bính Tuất 2006, tốt, Giáp Tuất 1994, tốt, Đinh Mão 1987, tốt, Đinh Tỵ 1976, tốt, Giáp Thìn 1964, tốt, Đinh Dậu 1957, tốt, Bính Tuất 1946, tốt, Giáp Tuất 1934, tốt, Đinh Mão 1927, tốt. Các tuổi sông đất xấu với người tuổi Đinh Tỵ trong năm Ất Tỵ 2025 là Canh Dần 1950, không tốt, Tân Hợi 1971, không tốt, Canh Thân 1980, không tốt, Canh Dần 2010, không tốt, Quý Hợi 1983, không tốt, Nhâm Thân 1932, không tốt, Tân Tỵ 1941, không tốt, Nhâm Dần 1962, không tốt, Nhâm Thân 1992, không tốt, Tân Tỵ 2001, không tốt. Tử vi từng tháng theo âm lịch của nữ tuổi Đinh Tỵ, những người sinh năm 1977 trong năm Ất Tỵ 2025. Đầu tiên là tử vi tháng 1 âm lịch năm 2025 của tuổi Đinh Tỵ, nữ mạng. Năm 2025, bản mệnh tuổi Đinh Tỵ gặp phải cục diện thái tuế, nên cần phải chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều điều không may mắn, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Bản mệnh thường xuyên lơ là dẫn đến những lỗi sai không đáng có, nếu cứ tiếp tục tình trạng này kẻ tiểu nhân có thể nhân cơ hội để hạ bệ. Chuyện làm ăn cũng không có nhiều điểm sáng, bản mệnh dễ rơi vào trạng thái bị động, phụ thuộc vào người khác hoặc bị người khác lừa gạt, mất tiền hao của. Trong tháng gặp cục diện tương xung, cũng không mấy thích hợp để xác định mối quan hệ tình cảm, bản mệnh cần bình tĩnh tìm hiểu kỹ về đối phương hơn. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2025 của tuổi Đinh Tỵ, nữ mạng. Tháng 2 âm lịch, tháng Kỷ Mão, bản mệnh tuổi Đinh Tỵ phải đối diện với một vài khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống. Tình trạng sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, nên bản mệnh làm gì cũng vất vả hơn so với mọi người xung quanh, nhiều việc đổ dồn lên đầu khiến cơ thể thường xuyên phải chịu áp lực lớn. Tốt nhất bản mệnh nên cố gắng giữ những suy nghĩ lạc quan và tích cực, may mắn là thời điểm này,
Các mối quan hệ xã giao của bạn đang phát triển khá tốt, bạn có thể hỏi xin sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Thiên tài ghé thăm cho thấy đây cũng là tháng mang tới cơ hội để thúc đẩy tài chính tăng trưởng. Những thử thách trong thời gian này khuyến khích bạn nỗ lực nhiều hơn để chứng tỏ khả năng của mình, nhờ thế học hỏi được nhiều hơn, đạt được những kết quả tốt đẹp hơn trong công việc hay mọi hoạt động. Bản mệnh cũng cần lưu ý giữ gìn sức khỏe, không nên giấu bệnh, không nên chần chừ không đi khám một khi cơ thể có dấu hiệu biểu hiện bệnh tật. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2025 của tuổi Đinh Tỵ, nữ mạng. Tháng 3 âm lịch, tháng Canh Thìn, đáng mừng là vận trình của tuổi Đinh Tỵ trong tháng này có nhiều dấu hiệu khởi sắc, bản mệnh không gặp phải vấn đề nào quá phức tạp, thái độ làm việc tích cực và nhiệt tình, không sợ khó khăn, vất vả hay đối diện với áp lực, chính nhờ vậy mà bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Tình hình tài lộc không có nhiều biến động, mức lương hay lợi nhuận không gia tăng quá nhiều, bản mệnh cần chú ý chi tiêu nếu không muốn rơi vào cảnh cháy túi. Trong mối quan hệ tình cảm gia đạo của người tuổi Đinh Tỵ chớ xem mình là nhất, tại sao bạn muốn có hạnh phúc trong khi luôn không lắng nghe ý kiến của bất cứ người nào? Chỉ khi bạn hiểu người ấy, biết lắng nghe hơn thì mới có được hạnh phúc đích thực. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2025 của tuổi Đinh Tỵ, nữ mạng. Bước sang tháng mới, tình hình tài chính của bản mệnh tuổi Đinh Tỵ có dấu hiệu tăng nhẹ, chủ yếu là nhờ có các tinh chủ về tài lộc chiếu mệnh. Bản mệnh có thể phát tài bất ngờ hoặc là giàu lên nhanh chóng nhờ những công việc tay trái của mình. Đối với người làm công ăn lương, những thành tích đáng mừng của bản mệnh trong sự nghiệp chính là nguyên nhân giúp cho lãnh đạo không ngần ngại thưởng nóng, thậm chí là tăng lương, bản mệnh hãy coi đây là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Đối với người làm ăn kinh doanh, bạn có thể kiếm được một khoản tiền lời lãi nhờ những mối đầu tư trước đó của mình. Tháng này tuy khoản tiền nhận được không quá lớn, thế nhưng cũng đủ để khẳng định con đường bạn đi là đúng đắn. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe xuống dốc lại là điều bản mệnh cần phải quan tâm và chú ý. Bạn thường xuyên mắc phải các căn bệnh vặt vãnh dù không nghiêm trọng, thế nhưng lại khiến cơ thể mệt mỏi, tinh thần sa sút. Bạn nên chăm chỉ rèn luyện tập thể dục, thể thao và có lối sống hợp lý để cải thiện sức khỏe của mình. Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2025 của tuổi Đinh Tỵ, nữ mạng. Vận trình của bản mệnh tuổi Đinh Tỵ trong tháng mới có dấu hiệu cải thiện hơn khoảng thời gian trước kia. Bản mệnh có thái độ nghiêm túc hơn mỗi khi bắt tay vào công việc, nhờ thế mà bạn phát hiện ra được những lỗi sai tồn tại từ trước đó và có hướng khắc phục hợp lý. Bản mệnh cũng dần dần lấy lại được lòng tin của người làm lãnh đạo và được giao cho giải quyết những công việc quan trọng hơn. Về sức khỏe của bản mệnh lại không được tốt đẹp như vậy, giờ giấc sinh hoạt không có khoa học là một trong những nguyên nhân chính khiến cơ thể thường xuyên rơi vào tình trạng mất ngủ, đau dạ dày, đau đầu, bản mệnh cũng thường xuyên mắc các bệnh do thay đổi thời tiết. Chuyện tình cảm vợ chồng vẫn khá u ám, ảm đạm, bản mệnh và người ấy đang ngày một xa cách vì những bất đồng trong quan điểm sống, cả hai đều không nên khăng khăng với ý kiến của mình. Hãy học cách đặt mình vào vị trí của người ấy và suy nghĩ cho người ấy, có thể bản mệnh sẽ nhìn ra một hướng đi mới để khắc phục những bất đồng còn tồn tại. Tử vi tháng 6 âm lịch năm 2025 của tuổi Đinh Tỵ, nữ mạng. Bước sang tháng 6 âm lịch, bản mệnh tuổi Đinh Tỵ có vận trình khá ổn định. Trên nhiều phương diện của cuộc sống, bản mệnh tiếp tục kiên trì và hoàn thành những nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, thậm chí còn gặp được một vài cơ hội để thể hiện khả năng của mình, tạo được thêm cơ hội cân nhắc trong tương lai. Tình hình tài chính không có nhiều biến động, bản mệnh nên dành nhiều thời gian để nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển hơn là vội vàng đầu tư vào một lĩnh vực nào đó. Chuyện tình cảm, trong khoảng thời gian này, người độc thân cũng dần mở lòng hơn với người khác, bạn có thể cảm nhận được rằng xung quanh có rất nhiều người luôn quan tâm, chăm sóc cho mình. Tình hình sức khỏe của người tuổi Đinh Tỵ cũng không gặp vấn đề gì quá đáng lo ngại, nhưng bản mệnh vẫn không nên coi thường những vấn đề về sức khỏe. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2025 của tuổi Đinh Tỵ, nữ mạng. Dù là tháng cô hồn, lại là tháng xung của Đinh Tỵ, về công danh, sự nghiệp của bản mệnh khó được như ý, con giáp này khó có cơ hội để khẳng định bản thân. Sự cạnh tranh mạnh ở cơ quan, công ty nơi làm việc làm cho bạn bị bó hẹp không gian để phát triển theo con đường mình muốn. Khó khăn, trở ngại là vậy, nhưng nếu bản mệnh Đinh Tỵ cứ nghiêm túc cố gắng, kiên trì với mục tiêu, cũng sẽ sớm thu về thành quả khả quan. Trong tháng cô hồn, việc kinh doanh buôn bán kém sôi động, điều này cũng sẽ ảnh hưởng tới nguồn thu chung của cả tháng. Riêng chuyện tình cảm, có nhiều tiến triển mới, được sự hậu thuẫn của nhiều các tinh hoa cái, bản mệnh hành xử khéo léo. Nhân duyên khác giới vượng, có lợi cho người độc thân trong việc tìm kiếm đối tượng phù hợp, sẽ có không ít người thầm thương trộm nhớ bạn. Một vài mâu thuẫn, xung đột hay hiểu nhầm giữa các thành viên trong gia đình đều được giải quyết ổn thỏa,
Có điều các cặp vợ chồng kết hôn lâu cần dành thời gian để hâm nóng tình cảm hơn nữa. Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2025 của tuổi Đinh Tỵ, nữ mạng. Tháng 8 âm lịch, bản mệnh tuổi Đinh Tỵ gặp được nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mọi mặt trong đời sống. Quý nhân xuất hiện có thể mang đến cho bản mệnh nhiều tin vui hoặc là cơ hội để khẳng định bản thân, tạo ấn tượng sâu sắc cho người khác. Bản mệnh cần nhanh chóng nắm bắt cơ hội này, chứ không nên để nó trôi qua một cách đáng tiếc. Tháng này, tài vận của bản mệnh tuổi này có nhiều điều khởi sắc, có tài tinh soi chiếu đều có thu hoạch nhất định, thêm cả sự xuất hiện của thực thần. Bản mệnh có thu nhập tăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh trong tay, thu nhập của bản mệnh đến từ nhiều nguồn và khá linh hoạt chứ không phụ thuộc vào duy nhất một bên nào. Người kinh doanh, buôn bán khả quan, bản mệnh cần nhạy bén tài chính sẽ nhìn ra cơ hội kiếm tiền ở khắp mọi nơi, làm gì cũng có cơ hội thành công, hãy mạnh dạn làm điều bạn có tự tin. Trong các mối quan hệ, bạn có thể làm quen được với một vài đối tượng khá triển vọng, hãy giữ mối quan hệ với những người đó. Bởi dù không có tiến tới tình yêu, thì đôi bên vẫn có thể làm bạn tốt, giúp đỡ nhiều cho nhau trong tương lai. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2025 của tuổi Đinh Tỵ, nữ mạng. Tháng 9 âm lịch trôi qua một cách khá bình lặng đối với bản mệnh tuổi Đinh Tỵ, công việc vẫn tiến triển đều đặn, nhưng ít có cơ hội để vươn lên khẳng định bản thân. Có lẽ vì vậy mà bạn chỉ nên nghiêm túc và khiêm tốn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vấn đề sức khỏe, dễ xảy ra vấn đề trong thời điểm này, bạn cần chú ý khi vận hành máy móc hoặc khi tham gia giao thông, nếu không dễ phải chịu tổn thương thân thể. Chuyện tình cảm không mấy yên ổn khi vợ chồng thường xuyên tranh cãi nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2025 của tuổi Đinh Tỵ, nữ mạng. Bước vào tháng 10 âm lịch, vận trình của bản mệnh lại trở nên khá ảm đạm, bản mệnh ít gặp được chuyện như ý muốn. Nhưng may mắn là cũng không có điều gì quá xui xẻo phát sinh, bản mệnh cần cẩn thận hơn trong mối quan hệ xung quanh, đừng để kẻ xấu có cơ hội hãm hại mình. Đây là tháng xung của tuổi bổn mạng, chuyện làm ăn kinh doanh cũng cần cân nhắc kỹ càng, không nên nôn nóng để rồi cuối cùng lại thiệt hại do chính mình gánh chịu. Tinh thần không được tốt cộng thêm cơ thể mệt mỏi mới là nguyên nhân chính khiến bạn sẽ có quyết định thiếu sáng suốt. Công việc bấp bênh, khi có nhiều thay đổi đòi hỏi bạn phải thích nghi, đây là thời gian thích hợp để bạn nên đầu tư cho các ý tưởng và các kỹ năng có liên quan tới công việc. Điều này có thể mang đến kết quả tốt giúp bạn có được sự ghi nhận nơi công sở. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2025 của tuổi Đinh Tỵ, nữ mạng. Bước sang tháng 11 âm, tài vận của bản mệnh tuổi Đinh Tỵ có dấu hiệu phát triển rực rỡ. Bản mệnh có thể nắm bắt được những cơ hội đầu tư kinh doanh đáng ngưỡng mộ, giúp lợi nhuận phát triển nhanh chóng hơn hẳn so với khoảng thời gian trước kia. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra, chỉ cần cố gắng là sẽ nhận được phần thưởng. Về tài lộc của bản mệnh tuổi Đinh Tỵ có thu nhập trong tháng chủ yếu tới từ công việc chính. Thời điểm này, bản mệnh tốt nhất nên tập trung làm tốt công việc của mình, đừng có đứng núi này, trông núi nọ hay kiêm nhiệm quá nhiều công việc khác. Có điều tài vận cuối tháng giảm sút, kinh doanh hay đầu tư gặp không ít bất lợi, nên tranh thủ tiến hành việc quan trọng từ đầu tháng, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Chuyện tình cảm, có những dấu hiệu phát triển tích cực, người độc thân có thể sẽ được giới thiệu cho những mối có triển vọng. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2025 của tuổi Đinh Tỵ, nữ mạng. Trong tháng chạp, tháng cuối cùng của năm Ất Tỵ, vận trình của bản mệnh tuổi Đinh Tỵ không mấy rực rỡ, nhưng nhìn chung vẫn ổn định. Bản mệnh nên dành thời gian này để nhìn lại những gì mình đã và chưa làm được trong suốt một năm vừa qua, để rút ra những kinh nghiệm đáng quý. Về cơ bản, sự nghiệp cũng như tài lộc của bạn đều đã có bước phát triển ổn định và rõ ràng. Bằng sự chăm chỉ và nỗ lực suốt cả một năm, thì đây là tháng mà bản mệnh tuổi Đinh Tỵ có được nhiều nguồn thu đổ về, tiền lương, tiền thưởng, giúp cho tài lộc rủng rỉnh. Bên cạnh đó, trong tháng này có không ít thứ cần phải chi tiêu cho dịp Tết, bản mệnh nên biết cách chi tiêu cân đối để tài chính không bị hao hụt lớn. Về tình cảm, người độc thân nên cởi mở hơn trong những mối quan hệ xã giao, chớ nên phụ thuộc vào người khác, người đã có gia đình thì cần biết bao dung, thấu hiểu cho nửa kia nhiều hơn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, nữ mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận.
Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.